Anh nhớ lưu lên. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lên tầng tưới nước cho cây ở ngoài ban công này. Đấy. Cây này hoa rất là thơm nhé.
đâu. Mình con video của mình là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.